Hello, welcome back to my channel, Swapper Stream. So, start our game. Chạy nào. Game biến đổi này mình mới chơi đến level 29 thôi. Lại dẫn đầu rồi. Vừa update xong, hy vọng nó có nhiều tính năng mới. Ok. Tính năng mới, nhiều dạng biến hình mới. Không biết làm sao được các bạn. Thêm những cái dạng biến hình mới đây. Ô, đây nó mọc thêm cái chức năng xây nhà này. Đây nhiều dạng mới lắm này, có cả dạng máy bay gì đấy. Ta lại bị kích rồi. Nào, hãy cho chúng ta, hãy cho mình biến hình thành cái dạng xe mới đi. Từ nãy đây nhiều lắm này. Tàu hỏa, có cả tàu hỏa này. Đấy, lên lên level 31 rồi. Tàu hỏa đấy đâu rồi, không thể xuất hiện. Trời, thì đi trên không luôn. Kết thúc rồi. Chúng ta biến tích bằng dạng ô tô này nha. TTM. Đấy, để mình thử nút cái màn này này. Màn này thử nút này xem nó cho biến hình thành cái dạng khác không. Không có biến hình dạng mới. Đã đi chơi game. Coi rồi. Vào game, trời ơi. Hiểm nguy này, nhiều chưa? Úi giời ơi. Nguy hiểm bùa vây nơi đây. Bao nhiêu là song sắt nó rơi xuống này, có cả gai này. Ô, mất một đồng rồi. Và chúng ta lấy sang level 32. Đây kìa. Màn này dự kiến là khó hơn màn này đấy. Ui, đấy, động đất. Ui. Ôi. Ủa, những cái đồng xu này không ăn được đâu. Nó đang lao vào mình đấy. Ăn coi là ăn thêm mạng. Có thêm mạng rồi.
Hôm nay tao rắc rối thế này. No, rời mất rồi. Tôi chuyển nốt ván nha. Ôi dồi ôi, đợt là con đen đùi. Nó đi chơi game Sarut. Tôi chơi đấy vào game, vào game nhân vật mới gắn thêm cái chữ ở đằng sau nữa nè. Hãy theo dõi, dõi theo những con tay của mình nào. Rồi, thế là thắng. Dạo này những cái game kiểu này mới không thấy mới. Let's go. À, này có chữ F này, ăn thêm cả bảng chữ cái alphabet nữa. Này làm cái gì? Biến đổi thôi. Stop. Ủa không dừng được luôn. Quá xa luôn. Cái màn này nó nhân vật nó chạy tít trên này mà. Sút. Chúng ta sẽ đến với Subway. Let's go. Rồi, quá nét luôn. Bật chế độ HDR lên. Quá nét luôn. Ôi giời, rất là nhạy. Chúng ta còn ăn được thêm một quả giày động lực nữa này. Quá cao là nhảy luôn. À, nhảy quá cao luôn. Nó không thể giúp mình bay lên trên cái nóc này.
ăn. Hấp thụ coi đi. Chả biết chạy được mấy phút rồi. Bên không nhìn giờ. Bùm bùm bùm. Không thể hồi sinh. Là thì chơi game khác thôi. Going ball. Let's go. Top. À, rơi rồi. Ta đây đi vào đây là sang cái không gian khác nè. Có thang máy nè. Đến một người các bạn tuyết rơi rồi. Ui, rất khó điều khiển đấy. Ui, nhảy cao quá. Đó, ôi trời ơi. Đó, pha tìm đất đi vào lòng người luôn. Stop here. Background nền hơi xấu, mình không thích cái nền trắng đâu. Mini game sao? Đây, đua với hàng nghìn hàng vạn quả bóng khác đi. Tầng cao. Ui. Yeah, chúng ta lấy sang một background mới. Trời ơi. Trời ơi. Đừng. Rồi bắt rồi. Money run. Rồi, bài game đó tăng tốc. Tăng level lên. Let's go. X5 này. Ui dồi. Ban đầu nhìn vào game lúc đầu nó không được đẹp lắm, nhưng mà đó là lúc đầu thôi. Trừ 5 xu này. Cộng 10 đô này. What? Trừ bỏ hết những cái đồng nhỏ thôi. X2 này. Ui. Điểm, wow. Điểm cao trong trời lên. Nhìn ai? Cho tiếp tục nào. Cái màn này dễ thế, đi cái tí là đến thôi. Hay đấy, nhiều. Talking Swear Run.
gì mà bắt nhanh thế? Chơi đi. Đây có em mèo gian không? Nhìn trông chả giống như nào cả. Thế mà nhà phát hành viên lại để tên như thế. Hay là mình chưa ăn lúc được skin nhỉ? Khả năng tí nữa mình vào xem thôi. Chơi rồi quá. Ui dồi. Ui dồi. Tưởng chết tôi. Hóa ra vẫn sống đây. Oh my god. Thôi mất rồi. Rồi chúng ta sẽ đi ăn những cái khối hình tròn nãy. Rồi làm nhiệm vụ đây, 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 cái khối tròn này này. Mấy màu ấy. What? Ôi trời. Cái game này bên nó hay hay nhận bản quyền lắm nên chúng ta ít chửi thôi. Hay tí nhận bản quyền. Thank you.